ra đây ngồi nhớ cái gì nói lại thôi chứ không có máy nào thâu á. Còn ở ở trong đó cả ngàn ngàn security rất là nghiêm ngặt, ghê lắm. Trong đó một cái phòng đó, chuyện trên đó là mạ vàng không à, vàng 24 á, đẹp lắm. Sau này Hữu có cơ hội dẫn mấy con vô trong đó nữa. Bữa hổm nhóm mấy đứa không được đi, nó cứ chạy vòng vòng ngoài, chạy ba vòng cái skill đi cũng bản hồn đuổi đi, chạy ngoài đường lộ thôi á cũng bị đuổi. Thì ở trong đó nguyên một ngày. Lý do tại sao ngồi nói vậy, nó để cho họ thiên ở khắp các tiểu bang và nước Việt hiểu hôm nay về phần đạo chứ vị đã nói đã tạm ổn, tự phát triển. Khi dân khổ quá, hạn hán, hết hạn hán tới lũ lụt, hết lũ lụt về tới những nhà lãnh đạo giết lẫn nhau, những ông bầu bị đem lên luộc, cho nên nước Việt càng ngày càng khổ và càng kiệt quệ. Có khổ mới có thay đổi, có cái đạo thiên tâm mới thay đổi tất cả các đạo trên thế giới trong tương lai. Cho nên những ma tăng thời nay từ từ sau này nước Việt, người nào mà làm thầy là đúng là thầy chứ không phải là thầy tiền. Và nước Việt từ đó về mặt tinh thần, về mặt đạo đức sẽ thay đổi là nhờ đạo thiên tâm trong tương lai. Đó là đạo trời, thiên đạo. Thiên đạo nằm ở giữa Phật đạo và Thiên Chúa giáo, giữa đạo Phật và đạo Thiên Chúa. Thì cha đã cho cái đạo ra đời để mà làm một cái software, một cái nền móng, để cho cái mechanical, cho cái bộ máy của quốc gia sau này khi hoạt động thì có cái đạo vô, thì quốc gia từ đó mới không còn tham nhũng, chỉ có lấy từ bi bác ái đức độ để mà trị chúng, lấy từ bi để xóa hận thù. Cha thường nói với sư phụ, thượng đế thường dạy, sau này khi con làm vua, con không có nên trừ khử những cái người làm ác trong cái bộ máy ác. Cứ nghe là đảng cộng sản, nó có nguồn máy của thế giới, nó là cái nguồn máy ma quỷ, nguồn máy ác. Nhưng mà những người mà operate, những người mà bấm nút mấy cái máy này, họ cũng ở trong cái nguồn máy, cũng là bị lôi cuốn theo. Cho nên sau này một cái thể chế mới sẽ không có trả thù những người làm ác. Nên nhớ rõ lời này, chỉ dẹp cái ác một bên, và người hải ngoại 6 triệu chim hiền chỉ có cắt đứt cái gông cùng của Trung Cộng để nước Việt không có bị diệt chủng. Thì hôm nay nước Việt không có thiên tử hạ phàm sẽ bị diệt chủng. Hôm nay sư phụ có mệnh hệ gì, nước Việt cũng sẽ bị diệt chủng. Mệnh hệ sư phụ là mệnh hệ của thế giới, là của nước Việt. Cho nên từ một giây khắc mà xuất hiện đây, cái gì cũng đã coi những hàng đệ tử phải lo security sư phụ trong lúc này rất là quan trọng. Là vì ở Việt Nam người ta chỉ ham quyền lực và ham tiền, người ta không còn thương dân và thương tổ quốc nữa. Tuy là họ nói tiếng Việt, họ mang họ Nguyễn, nhưng mà họ đã cả linh hồn và thể xác đã bán cho họ tập rồi. Họ tập chỉ cần làm một cái buổi tiệc tuyên bố nước Việt là một cái tỉnh lẻ của Phúc Kiến thôi. Cờ đỏ sao vàng là cờ của Phúc Kiến. Mấy đứa trẻ bệnh phải như đáng nhớ, Hoàng Sa Trường Sa đã mất rồi, chỉ còn hình chữ S là nhờ 6 triệu chim hiền ở hải ngoại, Trung Cộng nó còn lưỡng lự thôi. Nhưng mà những nhà lãnh đạo bệnh đều đã bán nước từ lâu rồi á. Cho nên sau này khi mà thế giới trở về thời vàng kim đức thầy xuất hiện, sư phụ về nước Việt, sẽ làm lại một cái hệ thống mới, một cái nước Việt mới, hoàn toàn mới, khác hơn hôm nay 100, 1000%. Sẽ thành một nước cường thịnh, rất là lẹ. Hôm nay cả thế giới tẩy chay nước Việt, coi nước Việt chả ra gì hết. Nước Việt chỉ ôm lơ lửng một cái khúc gỗ mục, đó là Trung Cộng.
Khúc gỗ này cũng sẽ chìm khi đại tướng Trump cởi bạch mã vô Nhà Trắng. Về mặt đời thì những người mà đã nghe kênh này 5 năm phải theo dõi về ông Trump. Ông Trump là rất là quan trọng cho cái quả địa cầu của chúng ta. Trước thời bị cực qua Thái Lai, ông đã tuyên bố ngay cái bữa mà có chuyện dự là trước tiên ông lên là nghe và tàu sẽ mệt lắm, ông hâm thẳng luôn á. Ông nói trước tiên là ông xử hàng này trước để cho quốc gia bớt có tốn tiền đi viện trợ. 95 tỷ này tại sao phải đánh lẻ tẻ, đánh con rắn phải đánh cái đầu chứ không có đánh cái đuôi, ông nói vậy đó. Còn cái ông Biden này đó, ông chỉ muốn nuôi thằng Hamas để cho Israel nó finish luôn. Nên ông Trump ông biết cách phải làm sao, chứ bộ cũng là người thương mại cũng biết cách phải làm sao. Người ta trị ung thư người ta trị tận gốc, không chỉ cái nửa chừng xuân vậy, cái để nó lan ra cái trị xạ tiếp, không có trị tuyệt gốc. Đó là Biden là muốn như vậy, tức là muốn cộng sản tồn tại trên thế giới lững lững lờ lờ vậy, đánh để mà bán vũ khí, để mà và đồng thời cái yếu nhược của ông, yếu hèn của ông. Bữa ông Trump hồi tuần rồi tuyên bố hai cái đầu rắn này là ông sẽ diệt trước, thì lúc đó mình cứ nghĩ nước Việt sẽ đi về đâu. Ngày xưa có bài sấm cơ mấy gì nói là dĩ nhiên cái bài cờ vàng cờ đỏ ai nở mỏ vàng ba sọc ngang hàng cho khắp nước lại cũng biết rồi. Có cái bài mà sao mà rụng đầy đường á, cái là lúc đó đó dục áo mà lấy ngôi sao mà rớt chạy còn lẹ hơn là trước 75 nữa đó. Có cái bài đó mà giờ bữa nay đọc suốt qua coi lại đi. Thiên tâm đã ổn, tự phát triển. Người nào hôm nay trên nước Việt đang khổ, đang đói, đang chờ một cái gì, thì thay vì mình ngồi mình chờ thì mình cứ quay về hướng Đông Bắc, kiếm cái dấu hiệu thiên tâm đeo từ đảng viên, từ bà Trương Mỹ Lan, Tân Hoàng Phá, bà Rồng Lửa, vân vân, những cái người ở bên đó. Nên kiếm cái dấu thiên tâm mà đeo, dấu đó là của Thượng Đế. Để khi mà những cặp mắt của những vị thần, những vị Bồ Tát, người ta nhìn cái dấu đó phát quang ra, người ta biết người này đã quay đầu, thì người ta chừa cái mạng lại cho mà sống. Còn người nào không đeo, không có cái dấu phát quang lên thì sẽ bị dính vô sàng lọc đó. Tại nước Việt sẽ có một cái trận chết khủng khiếp đó, sắp sửa. Bây giờ lương thực sống hàng ngày hơi hấp, giống như đúc từ muỗng cháo trên người nằm trên giường bệnh vậy đó. Mà là một cái chiến tranh xảy ra, bao nhiêu đâu có xe nào chở tới xăng cộ rồi lương thực rồi nước uống nữa. Nước uống mỗi giờ đông từ chai, bây giờ không có nước 3 ngày thử có chết không. Mà khi chiến tranh xảy ra như thế nào, chuyện này đã nói 5 năm là nói cho ngày hôm nay. Hôm nay cũng phải dự trữ nước, dự trữ xăng tiền và dự trữ lương thực. Cơ trời đi không có ngày có giờ, cơ trời đi là trúng. Phật trời không bao giờ nói là gạt chúng sanh. Phật trời chỉ thương chúng sanh, cho con của Ngài xuống đây để ngồi nói tiếng Việt, để nhắc nhở, nhắc tuồn, gọi là nhắc tuồn á, mà lại không có chịu làm đúng nữa, mà còn nhiều người vô minh xiên tẹt, xiên xỏ, chửi bới nữa, hổ phạm thượng. Thí dụ như bỏ một chút thời gian nghiên cứu những cái lời nói trong 5 năm nay đi, những cái tin tức thì nó nói ngày thì mình nghe, ngày ngày mai thì mình nghe đâu được. Nhưng mà mấy cái đài này 5 năm cứ coi lại những clip cũ đi, có trúng không, cứ so sánh đối chiếu thôi là cũng thấy hoảng hồn rồi. Họ không có chịu bỏ thời giờ chứ không có cần họ tin, họ chỉ cần lấy những clip cũ thời của Phố Vô Sa phỏng vấn, thời những cái khuôn mặt còn trẻ hôm nay bây giờ tóc đã bạc, cứ so sánh thôi là họ cũng phải biết. Cái núi này 500 mẫu là có thiệt. Lúc nào muốn tìm kiệt này lên núi. Kiệt này có cái hãng ở địa chỉ 97 Eureka. Gõ cửa lobby là kiệt sẽ bước ra tiếp. Kiệt này là thiệt á. Không có thể nào một cái kênh YouTube bình thường đâu. Chỉ có một cái nó quá bình thường. Cho nên tới ngày hôm nay về hệ thống
quay nè, hệ thống microphone cũng là thô sơ thôi, nhưng mà chủ yếu của mình là lời thật, người thật, việc thật. Và iPhone này cũng được. Và những đứa đệ tử mà trên thế giới nó hiểu được chuyện á, thì nó làm những cái kênh là tạo công đức, là những nó cũng có sứ mệnh để mà lập công thời kỳ này. Chúng ta làm cách mạng không có cần phải đi rừng Trường Sơn giác AK ăn khoai mì. Chúng ta chỉ cần ngồi trên giường, trên gối niệm cái mệnh, cầm cái điện thoại thôi, đánh vài chữ. Ở ngoài kia có vài trăm người mà đi hiểu được, họ ngộ ra, họ vô đạo, thì đó là đại phước. Một cách làm rất là dễ cho tất cả các đứa con họ thiên để mà loan truyền cái tiếng nói của con trời rải ra khắp mọi nơi. Kiện này là thiệt, kiện này là con ở thiên thượng. Cơ thể kiện này cũng không phải cơ thể thường, lời nói này cũng không phải lời nói bình thường. Chỉ có người quá bình thường, họ không có hiểu xa hơn chút thì họ cho là bình thường. Vì họ không có hiểu thì họ lại buông ra những lời không có đúng. Thì từ từ đi, người họ cũng sẽ hiểu. Chứ còn riêng hoàn chuyện này thì nhiệm vụ phải lên đây nói chuyện để cho mọi người có cái khai trí và có cái hiểu biết, để cho biết ngày mai nước Việt sẽ rất là sáng lạng. Khi họ có biết được nước Việt sẽ có một thời đại cực kỳ hùng cường, giàu mạnh, giàu có, thì hôm nay họ phải cố gắng giữ gìn sức khỏe và cố gắng phải ăn hiền ở lành. Ngày xưa mình ăn những cái con nhúng nhích thì bây giờ mình ăn mấy con đông lạnh. Ngày xưa mình uống một lần 6 lon bia thì bây giờ mình uống 1 lon, 2 lon. Cứ giảm là chút thôi để giữ sức khỏe thôi. Chuyện này cũng mừng đó, chứ đâu có kêu là bỏ hết đâu. Rồi ngày xưa họ không biết Thượng Đế là ai, thì hôm nay họ biết ông trời là ai. Ông trời ai mà không biết, nhưng mà có ai coi trọng đâu. Ông trời là vị tối cao tạo ra muôn loài, muôn vật trong cái vũ trụ này. Trong đó có tất cả các vị Phật. Phật Thích Ca cũng là con của Thượng Đế. Phật Di Lạc con Thượng Đế. Phật A Di Đà, hay là Ngài Địa Tạng, hay là Phật Dược Sư, tất cả đều là con của Thượng Đế hết. Ở trong Malago, những người dân của Mỹ, những người trí thức của Mỹ giàu có, dân bình thường thôi, không có chính trị, nhưng mà họ không thích giống như mở cửa biên giới cho những người lậu dột. Thì họ lên, họ nói chuyện với một người có thẩm quyền ở trong Hạ Viện. Thì cái ông chủ tịch Hạ Viện, ông nghe liền. Thì cái quan trọng nhất là cái message, cái lời nói chuyện mà vô được cái lỗ tai của một người có thẩm quyền. Người ta phải về ngồi, người ta gác chán. Thì hôm qua mình đi buổi tiệc đó, có một người gì đó nói mình như vậy. Thì thấy cũng có lý đó nghe. Thì biết đâu ổng nghĩ là cái người dân nó nói có lý, thì ông ra ông đổi cái bạo lực một cái. Cho nên cái hệ thống của Mỹ, tất cả người Việt hải ngoại phải nên bắt chước. Tại vì Kiệt này đi ra một ra đường một ngày học một sàn khôn. Kiệt ngồi Kiệt nghiên cứu hết tất cả 5-7 nghìn người trong đó. Toàn là những người giàu có, mà họ có tinh thần yêu nước cực kỳ. Ông Trump ông nói khoảng mấy tiếng, thù ngồi đó nghe từng chữ luôn, nói tiếng Mỹ. Tôi không hiểu hết mà. Chỉ có một cái mình không dám giơ tay thôi. Giơ tay nói ổng cũng kêu mình đứng lì á, cũng giống trong lớp học vậy đó. Nhưng mà mình đâu có gì đâu nói. Nhưng mà ổng cứ nhìn có một thằng Việt Nam đó, địa ổng có cười. Thì đến lúc mà ổng nói dứt câu á, cái ổng hỏi ở dưới này có ai muốn lên khán đài nói chuyện không. Một tổng thống Mỹ mà kêu người ở dưới cứ lên khán đài nói chuyện, lấy cái chai nước cho đại tử nữa để vô, hoặc là con ngồi xe ra đi chứ vô mấy cái máy này kỳ lắm. Cái ông hỏi có ai lên khán đài nói chuyện không, cái ở dưới mà lên á là phải đôn nay cho đảng Cộng Hòa 1 triệu. Chỉ cần nói 1 chữ có 1 triệu, mà nói 10 chữ có 1 triệu, mà được nói trong vòng 5 phút trở lại. Cái ở dưới có mấy người giơ tay lên,
cái có và cái có một cái bà già Mỹ có thể là triệu phú mà bà nói tao đã đồng nay cho 110 triệu rồi, hôm nay tao lên tao nói mấy câu tao cho 5 phút thêm 1 triệu nữa, it doesn't matter. Cái bà lên bà nói chuyện, bà nói giống như thù nói God sent him down here. Ông Trump lúc đó ông đứng kế bên phải không, cái bà nói God gửi ông Trump tới đây để mà làm cho cái thế giới này thanh bình. Bà nói God mà, tại lúc đó bà cũng 70-80 tuổi rồi, người Mỹ giàu mà. Bà nói toàn là giống như là phải ủng hộ ông Trump hay là một người không phải bình thường vậy đó. Ai cũng vỗ tay rồi bước xuống lặng triệu, tức là nói 5 phút lặng triệu. Cái hỏi xong cái bà đó, cái hỏi còn ai nữa không? Xong ấy có ông kia cũng cỡ 40 mấy tuổi. I've been support him 3 million already. Tôi lên tôi nói chuyện lên 1 triệu. Thì ông nói we going to kick Biden out the White House, he make economy ở nước Mỹ này, tức là kinh tế nước Mỹ terrible, vân vân. Thì trẻ nó nói chuyện theo kiểu trẻ. Tôi 1 triệu. Campaign của người ta là vậy đó, gây quỹ lên nói mấy câu là 1 triệu. Thì Việt Nam mình á, thí dụ như mở ra cho những nhà chính kiến của nước Việt mà lên nói đi, trời ơi bác Trọng có nhiều tiền lắm á, chứ đâu cần phải đi đốt củi đốt lò người ta rồi chấn cổ người ta rồi tử hình rồi này chi nữa không, trời ơi giết người tội chết. Thì Đảng Cộng Hòa người ta rất là hay, người ta có cái lời nói rất là professional và tự do tiếng nói mà. Có nghĩa là cái tiếng nói của người bình thường mà muốn đi thẳng tới ông Trump là phải đi qua những cái buổi tiệc này, những buổi tiệc gọi là rally này, campaign vậy. Thì cái tiếng nói nó vô thẳng. Việt Nam mình bây giờ có giàu kiểu nào mà muốn cái tiếng nói đi vô thẳng vô cái nguồn máy của nước Việt, mấy con nghĩ có không vậy? Dễ gì? Trong quốc hội á, là trước khi ấy là phải đọc theo giấy mà mấy ông của mình á, là đảng đưa ra lên trên đài nói như sao nói như vậy. Còn cái này nước Mỹ ta tự do, tiếng nói của dân có thể là làm cái bộ lực ở ngoài đời. Một người không thích cái luật thuế này, không có thích bức tường nọ, không có thích ăn cắp lá phiếu, không có vân vân, thì họ nói chuyện thì ngày mai cái người là nói thẳng với công bộ lực đó, tại vì họ biết là ai mà trước khi họ vô đó họ biết cái người này là giữ chức gì thì họ giả bộ cầm cái ly rượu thôi qua chia ăn cái là họ nói thẳng. Thì xứ Mỹ người ta rất là open cái đó rất là hay á, thuộc công nhận cái kiểu mà tiếp xúc với người dân hay. Nhưng mà những cái người mà được bước vô cái buổi đó đều là được chọn lựa bởi CA hết, là cái lý lịch là phải clear, là phải rất là good, là phải là thứ gì á, chứ không phải thứ cùi bắp mà vô được đâu. Sorry, lần này nói cùi bắp. Thứ bình dân, xin lỗi. Đúng là hồi xưa lúc mà Hồ bắt đầu lên nói chuyện này á, không có biết rành tiếng Việt, chứ cũng không có chương trình, cũng không có lời nói bằng cái tâm suy nghĩ đâu thì nói cái đó. Tới ngày hôm nay thì cũng vẫn là vậy, nhưng mà hàng đệ tử mấy con ngồi đây cũng cỡ nhiều 50-70 người, thì mỗi người có mỗi cái idea, thì đi về núi thì mỗi người muốn hỏi câu của mình thôi, cũng giống như bác lớn tuổi thì hỏi về chuyện tâm linh, còn bác mấy đứa trung niên thanh niên thì hỏi về chuyện tương lai, thì mỗi người mỗi ý. Chứ giờ mình chọn một đề tài mình nói thì nó cứng ngắc, mà nên chọn một đề tài để nói, để mà nó cái đầu vô phụ nó nhẹ nhàng hơn, không có đi lạc. Mà khi chọn một đề tài để nói thì tội những cái người bỏ vé máy bay ở phương xa tới, người ta chỉ muốn hỏi chuyện người ta thôi, người ta đâu có muốn liên quan đến cái chuyện cộng sản sụp đổ hay không sụp đổ, người ta chỉ muốn biết là chồng tôi hiện giờ chết đi về đâu vân vân đó. Thì thôi mình cứ tạm thời như vậy đi, đến khi nào mà trứng rồng nó nở cái nổi danh này đó thì sẽ có cái ban để chọn cái lịch trình để nói chuyện và nói, ví dụ một tháng nói một lần, chứ mà nói hoài chỗ này với họ nhèm, cái tâm của chúng sanh họ chấp đó, họ không biết trân trọng cảm ơn. Thì họ bỏ thời gian, bỏ tâm huyết, bỏ tổn sức lực để mà lên để mà calm họ down, để cho cái thời tận thế này
qua một cách nhẹ nhàng. Thay vì chú ông lên nói cả nước Việt người ta cũng náo động, không biết chuyện gì sẽ ra. Thì đây là một cái loại thuốc an thần cho mọi người để mà nhìn về hướng tương lai tốt đẹp của mình. Còn những cái chuyện mà khổ bi kịch của ngày hôm nay đang xảy ra trên chính trường Việt Nam và trên thế giới thì họ cũng cho cái đó là một cuốn phim sắp sửa chiếu. Còn cuốn phim đã chiếu xong là sư phụ đã nói rồi thì họ cũng được cái phần an tâm. Còn mà không lên nói thì lúc đó cả quốc gia sẽ rối loạn, dân sẽ đứng lên lôi tù lầm xuống nhốt vô chuồng cọp. Thì mới vô đề tài thì nói về phần thiên tâm thiên biệt. Cho nên từ nay những ngày tháng kế tiếp từng xã hội đâu còn ngồi ở đây nữa đâu. Ngày mai ngày mốt là bay đi nữa rồi. Thì lý do đi là lo cho cái phần về đời. Trong bài kính thiên mẹ có nói đó, lại mang sứ mệnh đạo đời dương gian. Nghĩa là phân nửa con người ủy hộ là businessman, làm tỷ phú $10,000 trên cái thẻ credit card. Ở bên đây thì phần đạo, rồi nửa đời nửa đạo, rồi đây nắm giữ giang sen. Sau này sứ hội về Việt Nam để mà lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai. Chúng sanh sẽ biết ân ai đã truyền. Thì cuộc đời của con của ông trời xuống thế gian của cái thời đại này phải biết hai thứ, biết một thứ cũng không có làm được. Ngày xưa năm 2007 cha lại gia thức nó đòi kiệt này phải vô chùa đi tu, cho nên bao nhiêu tài sản của cải thời đó cho hết, có cả 1,000 ao vàng đem ra cho mấy ông thầy Tây Tạng cho hết, đi qua Ấn Độ tu học, có cái building 50,000 feet cũng mở làm chùa, hiện giờ cũng đang ở dưới. Thì cái lại chứ biểu mình làm gì mình làm. Chuyện này cũng như là một con cờ của Thượng Đế. Và nó đi theo cái GPS ở trong cái tâm thức của mình. Đến khi mà Đức Thầy với chị nè, mấy vị ngoài đó, những ngày trận đạo gì nói, hey, không phải vậy. Dù là phải, con là phải làm vậy như vậy. Trả nợ cho Giang Sang, trả nợ cho 100 dòng giống Bách Việt đi, rồi lúc đó tuổi về già đó sẽ bắt chước sư tổ là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, lúc đó mới được đi tu. Mấy vị nói vậy mình quản hộ. Cho nên bây giờ thua mặc đồ đời trở lại để mà đi giao tiếp. Tại vì những cái người bên Thiên Việt họ không hề hiểu về tâm linh là gì, họ chỉ biết có ma thôi, con người có linh hồn thôi, còn ngoài ra họ chả biết cái gì khác ngoài cái đó. Khi sư phụ ra đời gặp một người đời, sư phụ nói chuyện như người đời, chả ai biết sư phụ là người hiểu về tâm linh hết. Còn sư phụ nói chuyện về tâm linh cả mấy ông thầy cũng nói không lại, tại mấy ông đâu có hiểu, ông chỉ đọc sách thôi. Còn mà nếu nói một cái nước Việt mà quá nhiều hận thù chồng chất lẫn nhau, đảng viên cũ đảng viên mới, rồi đảng viên nam đảng viên bắc, khi một nước Việt mà thay đổi thì sẽ có nhiều xô xát và chết chóc. Nhưng mà chuyện này bảo đảm sẽ không có giọt máu. Đó là vì cha đã dạy, các chư vị ở ngoài đó hồn phi sông núi đã dạy. Con xuống trần để mà dẹp cái ác, tức là búa liềm á, thế giới. Và để giải thoát. Nước Việt nó cũng giống như một con gà con vậy đó. Và bị một con rắn độc khổng lồ đó là ở trên đầu mình á, nó sắp sửa nuốt con gà này. Thì để mà giải phóng nước Việt khỏi cái gông cùng ngày đêm Trung Cộng nó thèm thuồng để mà nó nuốt chọng nước Việt. Chúng ta chỉ đuổi Trung Cộng ra khỏi nước chúng ta. Chúng ta chỉ lấy lại những cái gì tiếng nói tự do của nước Việt. Chúng ta không có làm hại anh em chúng ta. Cộng sản cũng là anh em, quốc gia cũng là anh em. Anh em một nhà phải hòa thuận với nhau. Nhưng mà thời gian đầu á, những cái đứa nó bị nhồi sọ, nó không có hiểu về màu cờ. Cái màu cờ, cái màu vàng là da vàng, ba sọc đỏ là ba dòng máu Bắc Trung Nam. Vậy chứ cái lá cờ đỏ sao vàng nó đại diện cho cái gì? Nó đại diện cho máu của thế giới.
xã hội chủ nghĩa, tức là đồ đồng đồ đá. Người tỷ phú cũng giống như người ngu đần, phải một cái level sống bằng nhau, không có đúng. Còn ngôi sao chỉ là một cái tỉnh lẻ của Trung Cộng. Vậy mình muốn cái lá cờ nào? Lá cờ ba dòng máu da vàng, hay là lá cờ búa liềm, là cái búa là đập đầu, cái liềm là cắt cổ? Muốn lá cờ đó hả? Cái búa là đập nát đầu người ta, cái liềm là cắt cổ, thì nó ra cái màu đỏ là lá cờ đỏ. Còn ngôi sao chỉ là một cái tỉnh của Phúc Kiến. Cho nên mấy đứa nhỏ bển nó hôm nay phải nghe đó, 18 tới 45 phải nên có ý thức cho đó. Tới vì trình độ học vấn của nước Việt á, đứa nào cũng nói con học xong đại học lớp 12, nhưng mà trình độ của chị Cộng, lớp 12 của chị Cộng không bằng lớp 6 của trước 75 nữa. Nên nhớ nha, không bằng đứa lớp 6 luôn á. Mà học ngày học đêm, học toàn là cái gì nó nhồi vô trong đó, rối bùi cái đầu á. Trong cái buổi mà nói chuyện của ông Trump, chú Hồ nhìn thấy hôm nay đảng Cộng hòa nó đoàn kết dễ sợ lắm. Và những cái sắc dân giống như người da đen cũng bắt đầu hiểu được. Đầu tiên là vì họ quyền lợi giữa màu da, vì lúc mà thành lập nước Mỹ, người da đen là từ ở bên Phi Châu, thời xưa đi qua bên Anh Quốc và Âu Châu để mà làm và nô lệ phục vụ. Rồi sau đó người Anh, người Pháp mang những người da đen từ ở bên đó đi qua nước Mỹ cũng là để cho phục vụ. Nhưng mà hôm nay họ cũng là con người, họ đứng lên và số lượng sinh sản của họ đông. Thì lúc đầu thì họ nghĩ là như vậy, nhưng mà bây giờ thấy quyền lợi quốc gia bị Trung Cộng sắp thôn túng cả nước Mỹ luôn, nhuộm máu quả địa cầu này thành màu đỏ đó. Màu đỏ nãy giờ mình nói đó, xưa mẹ cũng có nói cái này. Mà ngoài ra ông tướng Trump, tất cả những nhà lãnh đạo của nước Mỹ không ai có đủ bản lĩnh để mà dẹp cái màu đỏ này hết. Nên tất cả nước Việt chúng ta đó, sau này mà có giàu có thành một nước tự do, 6 triệu người tự như do qua lại, làm ăn tự do, con cháu chúng ta ở bển có thuốc men, có học vấn đàng hoàng lại, cuộc sống đầy đủ trở lại, chúng ta phải cảm ơn Trump. Chúng ta phải làm cái gì cũng phải có uống nước nhớ nguồn. Vì không có ổng, Trung Cộng với Nga không bao giờ bị tiêu diệt hết. Còn ở xứ Mỹ này, những thế lực không thích ổng là vì tâm hồn của nó vẫn là ma quỷ. Ma quỷ nó không có hiện lên là Cộng sản, nó cũng không có hiện lên là đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ. Nó hiện từ trong tâm mỗi chúng ta. Khi ma quỷ trên trời, thiên ma đó, nó hoành hành ở trận, thì xuống thế gian này nó trá hình ra đủ dạng hết. Trong gia đình vợ chồng hay là ba đứa con của hai vợ chồng, trong đó cũng có ma quỷ trá hình vô một gia đình nhỏ để mà làm cho cái gia đình không có hạnh phúc. Trong một cái tổ chức lớn như Thiên Tâm, mấy đứa con cứ nghĩ có ma quỷ trà trộn vô không? Cũng phải có. Là tự vì ma quỷ cũng là con của Thượng Đế, nó phải làm khổ những đứa con thánh thiện để những đứa con thánh thiện nó học bài học để mà tiến bộ. Chứ bây giờ không có người khảo thì đâu có đứa nào chịu học, hiểu không? Còn đứa nào mà khôn mà có chánh kiến á, và biết nhìn rõ đó, thì thôi tôi đi theo tiên Phật Bồ Tát hơn là tôi sống lẩn quẩn trong cái cõi ta bà này, trong cái màn trượt đen tối. Tại ma quỷ nó sống trong màn trượt đen tối. Bất cứ một tổ chức càng lớn cũng vậy,
Một cái đảng phái như Giang Chủ thì cũng có chánh có tà trong đó, cũng có ma quỷ và cũng có Phật. Cái đảng Cộng Hòa cũng vậy thôi, cũng có ma quỷ và cũng có tiên Phật ở trong, và cũng có thiên tướng ở trong đó. Cái đó là cái rất là rõ ràng. Ở trong một cái chùa, một cái tu viện cũng vậy thôi, cũng có một ông thầy ma tăng và cũng có một thầy là thánh tăng. Chỉ có phân biệt khác nhau, ma tăng nó tham tiền, tham gái. Thánh tăng đó là không có muốn xin ai một đồng nào để mà không có bị cái nghiệp đó. Cái nghiệp nghĩa là mình nợ ai là mình phải đi tìm, mình trả, đúng không? Thì phân biệt, ma quỷ nó ham tiền, còn Phật tiên thánh hoàn toàn chỉ làm để cho những người khác có lợi lạc, có nguồn vui và có hữu ích cho xã hội, cho quốc gia, dân tộc. Vậy nhìn lại những nhà chính trị nước Việt bây giờ, những nhà lãnh đạo bây giờ, họ làm cái gì thì cứ theo những cái lời này mà phân tích đi. Họ có làm lợi cho dân tộc không? Họ có làm lợi cho nước Việt không? Hay là họ làm lợi cho cá nhân? Cá nhân là ma quỷ, nghĩ cho cá nhân là con cháu của thiên ma, mà nghĩ cho đại đồng, cho tập thể, cho người xung quanh, đó là tiên Phật. Từ một gia đình nhỏ cho tới một cái tổ chức, cho tới một cái công xưởng, và lớn lớn hơn nữa là một cái tổ chức lớn như Thiên Tâm, cũng phải có ma quỷ trà trộn vô để mà thanh lọc ra những cái thành phần gọi là náo nhiệt. Bởi vì tương lai Sư Phụ không còn ở Mỹ nữa. Cái núi này cái hàng vạn hàng triệu người, khi Sư Phụ nổi tiếng rồi, bây giờ Sư Phụ chưa có nổi tiếng nha, thì rất là nhiều người về đây, họ không có biết gì hết. Cả khối người Việt 6 triệu người, họ sẽ tìm lại những cái người mà lên núi trên này. Nhưng mà nếu mà gặp những cái đứa mà không có chánh kiến, mà nó chạy theo náo nhiệt, mà mong cầu đi theo ma quỷ, thì nó sẽ làm cái gì? Nó sẽ kéo những cái người họ thiên trong tương lai theo ma quỷ. Còn những đứa chánh kiến chư hộ chỉ cần một đứa đệ tử thật thà trung thành mà hiểu thôi, thì sẽ kéo hàng tỷ hàng triệu người có chánh kiến về núi Thiên Long Sơn. Đó là hôm nay chư hộ nói thật. Thì nó có cuộc sàng lọc, đại sàng lọc. Ở bất cứ tổ chức nào cũng có chánh có tà. Ở trong cái mặt trăng 30 ngày thì đêm 30 là tối thui, đêm trăng rằm là sáng. Nhưng mà ở giữa nó cũng có nửa cái mặt trăng, cũng nửa sáng nửa tối. Con người chúng ta cũng vậy, cũng có buổi vui, buổi buồn. Buổi vui chúng ta đầu óc minh mẫn, ra đường làm được nhiều chuyện hữu ích, gặp được nhiều đối tác và ăn nói lưu loát, và không có bị phỉnh, bị gạt để tốn tiền. Còn bữa nào chúng ta buồn ra đường á, gặp bữa đó bạn bè rủ đi nhậu xỉnh cái, trong lúc xỉnh hứa hay làm này làm kia hay ký trên cái bàn nhậu là chúng ta tiêu. Bởi vì có cái câu là khôn ba năm mà dạy một vợ, tu cả đời á mà bị đọa một khắc á. Họ thiên chúng ta cũng phải vậy. Đó là cơ trời. Những lời của Thiên Tướng Kiệt này nói từ trước Covid năm 2018. Chiến tranh nó sẽ xảy ra từ ở Trung Đông, rồi sau Trung Đông nó sẽ lan ra tới Á Đông, rồi Thế chiến thứ ba bùng nổ. Rồi sau đó tất cả những cái sẽ đi vào quá khứ, dùng cái danh từ cũ gọi là chìm như tàu Titanic. Thì trong đó có cái ác mà khủng bố, có cái ác đầm lầy, có cái ác tiền tệ quốc tế giàu có, có cái ác những nhà độc tài, và cái quan trọng là cái ác búa liềm. Búa liềm còn lại bốn nước, đó là Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Nam
và Cuba. Nga Xô Putin bây giờ nó thuộc cũng là cái ác, nhưng mà nó không phải là nước cộng sản mà nó là nước độc tài thì cũng là cái ác, tại vì nó hậu cộng sản. Cái bài Kính Thiên ra đời đầu tiên đó mà ngài Trần Hưng Đạo dùng cái đó để làm kim chỉ nam để mà thanh lọc cái quả địa cầu này á, Kính Thiên đã chiếu xuống trần: con ơi, hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên, nhân sinh quả báo nhãn tiền, luân hồi vay trả truyền miên kiếp người, nhờ duyên được hưởng cơ trời, lại thêm sứ mệnh đạo đời dương gian, rồi đây nắm giữ gian sang, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, chúng sanh sẽ biết ân ai đã truyền. Ấy là trời Phật linh thiêng, giáng cơ mở đạo khắp miền nước non. Kính Thiên đã chiếu cho con, số trời đã định không còn bao xa, lo sao xây dựng nước nhà, lo cho bá tánh hoan ca cuộc đời. Thương con mẹ dạy mấy lời, rồi đây sẽ ở thời cơ sao. Bài đó là ngay trong cái thời điểm mà lúc 14 tuổi Hù nằm lên đên trên biển bị hải tặc Thái Lan. Thì trên mẹ mới nhìn thấy thằng con của mình đó, mẹ bóc ra khỏi nước Việt để mà mẹ nói, nếu mà mẹ không có đem con ra khỏi nước Việt đó, con ở trong đó, con sống con cũng bị nhiễm giống như những nhà lãnh đạo tham nhũng bây giờ, con cũng sẽ là một chức vụ phi thường. Tại vì Hồ thông minh từ lúc mới nhỏ mà. Mà cái bài Kính Thiên ra đời vì Kính Thiên đã chiếu xuống trần, giống như cặp mắt của mẹ nhìn xuống. Rồi sau đó cha mới ra cái bài Kính Thiên thứ hai, Kính Thiên đã chiếu xuống trần. Ra bài này ngày 19 tháng 2 năm 2017 tại núi Thiên Long Sơn, để mà lập cái đạo, để cho hậu vận sau này dùng cái bài này cho cái đạo ra đời, để mà lo cho nước Việt có cái nền đạo đức. Chứ mình không có học theo các Marx Lenin nữa nha, mình học theo Thiên Tâm là kinh Phật, từ bi bác ái, lấy từ bi xóa bỏ ân thù, lấy bác ái để mà giao du với thế giới, lấy đức độ để mà trị chúng. Kính Thiên đã chiếu xuống trần, ban cho Thái tử là người lập ra, sư phụ là con thiên thượng, nửa người phàm nửa không còn phải người phàm. Hôm nay mấy vị kêu con cứ xưng là vua, con là vua Kiệt Hồi Quy. Đức thầy nói, mấy vị cũng nói, tất cả các vị nói, hôm nay giờ chót rồi, không nói họ không có hiểu. Còn người nào mà nghi ngại hay là người nào còn chấp tướng, chấp lời thì đó là lỗi của họ, con không có lỗi, con có quyền xưng. Sư phụ được phong ấn trở lại, những hòa thượng lớn ở đây có mấy clip làm chứng. Bài Kính Thiên ra đời để mà ra cái đạo, Kính Thiên đã chiếu xuống trần, ban cho Thái tử là người lập ra. Đây là chánh đạo không tà. Thờ ông trời mà làm sao mà tà được, học Phật thì làm sao mà tà được. Nhân lễ nghĩa chí tính, cái đầu tiên á, là những bộ trưởng hay những đại tá hay đại tướng mà chỉ giữ giới số 1 thôi là đã không có tham nhũng. Đây là chánh đạo không tà, luôn luôn tu niệm Di Đà Quan Âm, nghĩa là mình học theo Tam Đại Tạng Kinh, tu hành theo đúng thiên tâm, Phật trời là chánh, không thêm đạo nào. Thế gian nay lắm lao đao, tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm, lắm người tin tưởng sai lầm, phá phách thế gian chìm đắm u mê. Cho nên Thượng Đế ra oai, mở ra thiên tâm đạo này trừ ma. Vậy thì Thái tử nghe ta, từ nay làm giáo chủ phải oai phong, thay trời không mê theo sát phàm trần, tu sao cho xứng với ân Thượng Hoàng. Sư phụ đã được hội đồng chư Phật ở trên trời và được cha, được các vị hùng thiên sông núi nước Việt chọn hàng nghìn năm về trước để hôm nay mang thân người để mà lập về cái đạo. Và ở trên cũng biết, ở vào thời tận thế này, con người không thể thay đổi được con người, mà chỉ có người trời xuống đây mới thay đổi được một cái cuộc sống mới cho con người. Thì trong kinh điển Phật giáo cũng có nói là ở vào thời tận thế,
Khi quả địa cầu thay đổi khí tượng, rồi kinh tế, rồi chiến tranh, rồi bệnh tật, Covid rồi đó. Khi những cái đó mà cùng xảy ra một lúc thì sẽ có một chuyển luân thánh dương xuất hiện. Chuyển tức là chuyển từ cái ác thành ra cái thiện. Từ một cái công thức sống cũ thành ra một cái công thức sống mới. Công thức sống mới là chúng ta sau này không còn dành với nhau cái hòn đảo mà ranh giới không cần nữa. Người đi không cần passport nha. Thể đi tự do trên thế giới hết. Vì sau này những người dưới vô họ xuống đây, họ cho chúng ta những cái technology mới. Họ cũng là con của Thượng Đế. Khi nhân loại ở một cái thời vàng son thì họ không có còn tham nhũng nữa. Có nghĩa ai cũng sống giàu có, ai cũng văn minh. Họ có cần phải đi tham nhũng, đi về gòn mót từ đồng, từ cát không? Hôm nay tiệm vàng ở bên Việt Nam á, cũng bị người ta vô tìm cách mọi cách để trực thu giật nữa. Rất là đi ăn cướp, mà ăn cướp gọi là ăn cướp có súng á, ăn cướp công khai không biết không. Một cái xã hội như vậy thì làm sao mà dân sống nổi. Trong những cái bài tiên tri, những cái bài sấm cơ nói lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai. Nó cũng trùng hợp với cái câu bài Xuân Hạ Tác Phùng Thư của Đức Thầy. Chớ nông nải sanh si hư việt, phải đợi thời vô kiệt hội. Thời xưa bên Hòa Hảo người ta đâu có biết Kiệt là ai. Hôm nay sư phụ tờ có cái tên Kiệt, Đức Thầy cũng nói đó là tên của con giải thích cho họ đi. Con nghĩ thử trên thế gian này bao nhiêu vị Bồ Tát, bao nhiêu vị Lama của Tây Tạng tu giỏi, có thần thông, biết được nhiều chuyện. Nhưng mà tất cả những gì đó không có được lệnh để mà lộ thiên cơ. Ai lộ thiên cơ là chết. Còn kiên này được bề trên cho lộ thiên cơ để mà cứu nhân loại. Cho nên cái những cái đám tà mà nó không có hiểu về tâm linh đó, nó cứ nghĩ là anh là Bồ Tát, anh lộ thiên cơ là anh mệt. Nếu không lộ làm sao hôm nay các con ngồi đây gục đống. Nước Việt hôm nay á, làm sao mà có mấy chục triệu người quay tâm. Cái gì nó cũng có cái đúng, đúng theo cái tâm nhiều màu nhiều sắc của họ, nói theo họ nghĩ đúng là đúng. Nhưng mà nếu mà đã tin họ là một leader, một giáo chủ, là con của thiên thượng, được hội đồng chư Phật, được cha ứng chứng xuống, thì một người rất là phi thường á. Không biết ca mà hôm nay cũng biết chút chút, mà ca sĩ nó ca 3 bản á, nó mệt. Thuộc ca 3 tiếng á, 100 bản không biết mệt á. Con nghĩ lúc xưa mấy đứa kia nó quậy biết mà. Nhưng mà không có ham ca. Nếu mà ca để cho nó cái sự hòa đồng với mọi tầng lớp, là một cái gì nó cũng phải có người trẻ, người lớn. Rồi người lớn thì không thích cái đó, người trẻ thì lại không thích cái kia. Nhưng mà mình độ là mình độ cả già lẫn trẻ, chứ không phải mình độ một cái số lượng, một cái nhóm nào. Cho nên ở đời kiểu nào cũng khó vừa lòng chúng sanh. Nếu mà vừa lòng, ngày xưa Phật Thích Ca đã thành Phật thì đâu có nạn mà bị người ta bỏ, không cúng dường đồ ăn để cho Phật đói, hay là gãy đinh, gãy gai cho Phật đạp. Chúa cũng bị đóng đinh. Chuyện này cũng cho đó là chuyện bình thường, không có gì gọi là lớn lao hết. Đường ta cứ đi. Chuyện này như con ngựa bị chia hai mắt, làm cái gì á đều có lệnh bề trên mới làm. Mở thiên việt cũng là có lệnh bề trên mở thiên việt. Đi giao du gần mấy tháng nay là vì thiên việt là sư phụ giải thích như một chiếc tàu ngầm. Tàu ngầm khi nó rời khỏi cảng San Diego thì nó dựng cờ, thổi kèn, rồi mấy thủy thủ yếu đoàn rồi đứng trên tàu chào rồi bye bye nha, tạm biệt. Thì nó phải làm rình rang lúc đầu. Rồi cho nên có cái cương lĩnh. Ai muốn coi cương lĩnh thì vô kênh Ngô Tấn Kiệt Official đã nói rõ. Cương lĩnh nó lập ra cũng không phải là bình thường nữa. Rồi khi mà tàu ra thì sao? Thì phải lặn xuống mới hoạt động. Lặn xuống thì hôm nay những cái người mà lỗi lạc mà theo thiên biệt rất là đông. Mà những nhà trí thức không, người ta cũng đâu có muốn bị nhạy cảm đâu.
người ta cũng đâu có muốn là cộng sản biết họ là trong đảng Thiên Việt tại chuyện này thời mà. Hai anh em ruột, hai ông đều theo Thiên Việt mà hai ông về nhà nói chuyện, hai ông hại không biết là mình cùng theo ông Kiệt. Cả hai bác áo ôm cũng đã vậy, tại vì một lời của thụ nói là nó lưu truyền nghìn năm mà. Cho nên bất cứ đứa nào, bất cứ người nào mà vô Thiên Việt là thụ giữ bí mật. Không có cái website hay không có một cái hồ sơ nào lưu trữ tên tuổi hết. Là vì những người đó đã có ấn định, ồ anh giữ cái chức thủ tướng, anh giữ cái chức bí thư Sài Gòn, anh giữ chức bộ công an, mình sẽ gọi là bộ cảnh sát chứ không có công an nữa, anh giữ chức này. Thì một khi một cái chế độ mà thay đổi thì những người có chức vụ họ biết họ làm gì, và đồng thời ngày hôm nay họ cũng phải practice bằng cách mà mô tưởng, và đồng thời họ phải dùng những cái technique của họ. Đến khi mà sự việc xảy ra thì họ làm gì cũng giống như tập trận vậy đó, tập trận ở ngoài biển vậy đó. Trong đó có đảng viên về hưu, trong đó có những bác HO trước 75, cho nên phải đi ra nước ngoài. Ví dụ như bây giờ hưu đi Singapore mấy tuần trước, thì trong đó người ta đi ra Singapore qua Thái Lan dễ để gặp mặt đúng không? Cái giờ cho bên Mỹ sao họ có passport qua Mỹ. Bây giờ mình đi chiêu hồi, mình đi tìm Khổng Minh thì mình phải chịu khó. Mà khi chịu khó thì phải bỏ núi. Bỏ núi rồi bỏ mấy đứa đệ tử ở đây ăn uống rồi ca rồi náo nhiệt. Nghĩ lại buồn cái lại trách mình. Ôi sư phụ đi chơi nhiều quá. Sao không nói là sư phụ đi làm công việc lớn đi cho 100 triệu dân đi. Cứ nói sư phụ đi chơi. Con thấy tức cười không? Nhiều đứa thiệt á. Chẳng lẽ điên lần kéo cả mấy trăm đứa ở đây đi lên đại chiếc máy bay của người ta. Một đi một cái đoàn người á, mà một đứa bị kẹt lại hay là bị kẹt chuyến bay thì cả đoàn cũng không vui nữa. Nên nhớ, hơi thở là hơi thở chung trong một cái chuyến đi 10 người, 20 người. No hay là đói lạnh cũng là cùng chung thầy trò sống cạm khổ như vậy, nó mới cái tình nghĩa. Một đứa mà đói bụng ở trong khách sạn cho phụ cũng ngủ không yên nữa đó. Nó không phải là đơn giản mà đi. Rồi trong một cái nhóm 10 đứa, 20 đứa, đứa này không hợp đứa kia, họ cũng bị mất thì giờ. Thay vì thì giờ vui hay thì giờ lo chuyện lớn. Cho nên nhiều chuyện để mà mình ghép lại. Kỳ sau vẫn là Vanessa đi. Vanessa ngồi đó. Còn thêm chuyện nữa, ví dụ như kiểu dẫn Thiên Tươi nãy ngồi đi ho cà khịch, chắc qua bển thì phụ chạy đi ra tiệm CBS mua thuốc ho cho Thiên Tươi. Còn mấy đứa trẻ này á, sư phụ chỉ cần khát nước thì ho thôi, là tự nó phải đi mua thuốc ho cho sư phụ uống đúng không? Thì là đa số là mấy đứa có sức 40 tới 30 rồi vậy đó, 45 rồi nó có sức thì đi theo để mà giúp. Chứ đi làm một mình á, đâu phải dễ làm là thành công đâu. Ở sau lưng có một người hay là vài người phụ nữ mà có tài thì ở trước mặt người đàn ông nó mới thành đại nghiệp được. Nên nhớ, tất cả đời nào cũng vậy, nguyên thủ quốc gia nào cũng vậy, những ông lỗi lạc nào cũng đều vậy. Chứ giờ đưa ông đập rửa giống như Hồ dẫn Thiên Hải hay dẫn Cường đi theo, con nghĩ như sao? Nó đứng như cục đá rồi, nó đâu có linh động đâu. Nhưng mà cái gì ấy, nó cũng có cái cộng và cái trừ. Trong đó những đệ tử không hiểu thì nó nghĩ về cái phần gọi là đố kỵ ấy, thì nó nói chuyện nó nghĩ khác, thì nên tâm của chúng nó phải sửa lại. Nói chung làm gì trong như hạt ngọc như kim cương, con phải tin tưởng cha, tin tưởng sư phụ. Tới giây phút này, giây phút chót, đứa nào cũng bị khảo hết, khảo từ tư tưởng cho tới hành động, tới lời nói. Phải cẩn thận á. Cái này nắng hoài, tấn công hoài ha, vô đây cái nữa. Ok rồi, mấy đứa tự hơi sai, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi. Chứ dù nói ngồi nói hoài cũng vậy ha. Sư phụ, coi như đệ tử từ ở xa, ở Philadelphia đến đây để dọn là gặp
Philadelphia rằng là tử. Vì nãy giờ phụ nói chuyện về thiên quyền chắc con không hiểu gì hết. Dạ hiểu chứ, thời gian qua theo dõi giờ đôi khi cũng đến để đây, làm đệ tử hay chút vẽ mấy cái miếng miếng gì đó để chút làm, còn bây giờ thì mấy đàn ông ngoài đó có muốn hỏi cái gì quan trọng thì cứ hỏi. Thí dụ giờ 2 tuần mới lên clip một lần thì ai muốn hỏi cái gì để cho người ngoài kia hiểu biết á thì nên hỏi, cứ bấm Google, click Google Thiên Tấn Kiệt Google. Ở đây nè Thảo nè, Thảo Cali đang ngồi đây, người nổi tiếng. Thảo hỏi gì không? Thảo Cali ngồi nè. YouTuber Thảo Cali. Dạ được rồi, nhường cho mấy bác mấy anh chị ở xa hỏi. Trời ơi. Em là siêu YouTuber. Thì em hiểu cái hệ thống truyền thông này nó ghê lắm. Mỗi lần anh nói như vậy em lưu truyền hàng nghìn năm, và ngày mai thôi nó lan rộng ra khắp thế giới, không biết không? Ở Việt Nam người ta lấy mấy cái kênh của thủ cũ với mới, người ta xếp vô cái USB, người ta coi TV từ sáng tới chiều khắp các tỉnh thành Việt Nam. Tại cái giọng của anh á, nó khác hơn cái giọng của người thường, nó không có hay bằng Đàm Vĩnh Hưng, nhưng mà giọng anh là giọng con của Thượng Đế, giọng của Bồ Tát, thì cái âm thanh gọi là điển thanh á, nó làm cho con người tỉnh táo. Trừ được Comathon nè, trừ được Bùa Thái Lan nè, trừ được ma quỷ nè. Cho nên cái âm thanh của anh nó khác âm thanh của người thường. Thí dụ như ban đêm, một người có thể để những cái câu hay gì trên cái đài nó nói hay là ông thầy nào. Anh không phải tự khen anh, nhưng mà để cái tiếng nói của anh trong nhà đó ban đêm á, ma quỷ nó cũng không dám vô nữa. Tại vì 36 tầng trời, thiên long bát bộ, tất cả thổ địa, thổ thần, hồn thiên sông núi và cả ma quỷ nữa. Nó nghe âm thanh, họ nghe âm thanh sư phụ, họ nghe âm thanh kiệt, họ cũng rất là thương. Đức trọng quỷ thần kinh, cho nên cả ma quỷ cũng thương anh nữa. Chứ không phải chỉ có tiên Phật không đâu. Vì anh đã xuống quả địa cầu này rất là nhiều kiếp, và là... và làm cho rất là nhiều thứ cho nhân loại, đã hóa thân ra rất là nhiều dạng người trên cái quả địa cầu này, từ người thời Ai Cập cho tới người Ấn Độ, rồi từ ở bên Tàu, Phật ở bên Tàu, hôm nay đổ về Nam đây đó. Đức Thầy cũng từ bên Tàu về Nam. Ngày xưa anh là cơ xương tiêu diệt Chủ Dương, lúc đó Đức Thầy đóng vai là Khương Tử Nha. Tất cả em chưa hiểu tâm linh, nhưng mà nó là thật hết. Lời anh nói đây là 100 triệu%. Ở trên cho nói em đã nói. Thì mỗi một cái thời đại, thầy trò đều đi chung với nhau để mà lập ra một cái màn mới, một cái xã hội mới để đưa nhân loại thăng tiến. Mục đích chúng ta ngồi đây 100 năm vô thường, chết vô ngã, là mục đích chúng ta để học. Học cho cái gì? Không phải học cho cái tài sản giàu có, nhà to cửa rộng, hay là học để dành của để cho con cháu, mà học để cho thăng tiến cái thần hồn, để cho tâm hồn nhẹ nhàng khi mà rời khỏi thế gian này, không có gì gọi là luyến tiếc mà đi về trời. Cái nhiệm vụ của anh nó khác hơn nhiệm vụ của những người lãnh đạo khác. Nhiệm vụ của anh chính của cái màn này đó là lập cái đạo lưu truyền 3-4 nghìn năm hậu thế, và cái chính nữa là đưa tất cả nhân loại kỳ này 96 vạn ức linh hồn được đi về trời. Chứ đạo Phật không có đưa được bao nhiêu người. Sau này nhân loại sẽ dùng cuộc đời của anh từ lúc mới sanh ra cho tới lượt vượt biên, rồi tới lúc làm chủ hãng, rồi tới lúc mua núi. Với gần tỷ phú nó không có lo ăn chơi đi, nó bỏ mấy chục triệu nó mua cái núi này làm gì. Lập cái đạo đâu phải ai cũng lập được, những vị thầy, những vị hòa thượng đều biết, để mục đích cho hậu thế biết là ông trời có thiệt, có ông trời có thiệt.
những thế giới vô hình siêu nhiên đang điều khiển cái thế giới hữu hình chúng ta. Chúng ta là thế giới hữu hình, giống như đàn gà đàn vịt trong chuồng. Thế giới vô hình giống như là chủ của đàn gà đàn vịt. Chúng ta là một đàn kiến thôi à, mà chúng ta cứ làm oai rồi ăn hiếp lẫn nhau. Đó là thiệt á, là thế giới vô hình điều khiển thế giới hữu hình. Thượng đế có quyền phạt và thưởng chúng ta. Chúng ta muốn giàu có thì phải đeo dấu thiên tâm. Chúng ta muốn sống thì phải đeo dấu thiên tâm. Chúng ta muốn vượt qua đốt củi đốt lò phải đeo dấu thiên tâm. Bà Trương Mỹ Lan hôm nay thoát khỏi cái nạn tử hình cũng là nhờ cho vụ khấn. Bà cũng phải đeo dấu thiên tâm bữa nay với hàng đệ tử của bà. Hàng đệ tử bà qua núi kiếm cho phụ, năn nỉ sư phụ mới làm chứ không phải không đâu. Hàng thóp á, sư phụ ngoài nói chuyện cộng đồng ở đây, đông người ở đây cho trăm người, nhưng mà những cái ngày lễ đó họ lén qua gặp sư phụ nhiều lắm. Sư phụ không có thể nói là vì họ những người có tên tuổi. Nếu không nhờ không làm, nhờ thì phải làm. Bồ Tát đừng có để cho Bồ Tát thấy, đừng có để Bồ Tát nghe, thì phải nghe thấy là chịu không nổi. Không cần biết người đó có đại trọng tội. Ở cái thời đại tận thế này, ở một cái nguồn máy cộng sản, không có tội cũng có tội, có tiền là có tội. Mà ở trong cái nguồn máy mà không làm giống như họ, họ cũng bị loại ra khỏi cái nguồn máy. Cho nên con người không có tự chủ. Bả không làm vậy, bả cũng đã bị loại. Bả không có tiền, bả không có bị bắt. Ở cái xã hội Việt Nam bây giờ có tiền là có tội, chứ chả ai có tội hết. Người nào có cây súng là người đó có quyền, người đó không có tội. Người nào mà cổng rắn cắn gà nhà để mà mượn thế lực của rắn, họ nghĩ họ không có tội, nhưng thật sự họ đại trọng tội. Xét xử nước Việt sau này sẽ ghi rất là rõ, giống như Tần Cổ với Nhạc Phi vậy đó. Ở một cái thời đại đảo điên làm cho con người chúng ta điên đảo, có tiếng nói chuyện này ra đời đại diện cho thế giới vô hình để nói lên những lời thật, lời thiệt, nói lên những cái gì mà những người thường ít có biết. Là vì chuyện này được dạy dỗ bởi những vị thần linh, những vị siêu hình, mà cái cách tiếp xúc như thế nào thì đa số đệ tử ở gần đều biết hàng ngày luôn á. Giống như mới hồi nãy, cứ mỗi tối hay là mỗi buổi ngồi thiền hay là mỗi buổi hội họp với mấy bác hát ôm bên cao đài sao. Cho nên khó mà giải thích cái này lắm. Mà nếu mà một người mà không có tiếp xúc gì với những đấng thần linh bề trên cao thì năm nay đâu có nói gì chúng rồi đó. Chúng gần hết rồi đó, 90% rồi đó. Đâu có phải nói là để cho bung vơ rồi nói suông đâu. Cái núi Thiên Long Sơn này chỉ là cái móng thôi, một cái nơi thao trường thôi. Nước Việt với núi Cấm sau này mới là nơi luyện võ đó. Thiệt á. Chuyện này hôm nay beginning of all the beginning, tức là khởi đầu của cuộc khởi đầu, để mà trong những tháng kế tiếp để mà dẫn 6 triệu người về nước Việt, để mà cứu dân tộc đang lầm than đói khổ. Quốc gia không có còn trật tự, không có còn dưới nghe trên nữa. Và cái thể chế, cả những nhà lãnh đạo cao cấp họ cũng không có tin cái thể chế đó sẽ tồn tại nữa. Họ chỉ níu được ngày nào hay ngày đó để họ cho cái túi tiền họ đầy rồi họ cũng dâm. Còn mạnh ai hiện giờ là đang mạnh ai nấy sống, mạnh hiếp yếu, yếu ăn hiếp những người yếu thế hơn. Cho nên một cái xã hội như vậy, thế giới sẽ không có nhìn nhận và không có ai dám vô đầu tư làm gì. Đừng ở bển bây giờ mà ai nghe quảng cáo đầu tư thế này thế nọ đều là phỉnh gẹp. Trên thế gian này
không có ai nói láo bằng cộng sản hết. Nên nhớ ở trên nói, và người cộng sản không bao giờ có tình đồng chí hay là bạn bè thân hữu, mà họ chỉ có hận thù oán ghét và quyền lợi lẫn nhau thôi, vì họ đã được đào tạo bởi như vậy. Gán mình nhớ lời này, đó là lời của bà trên nói. Rồi cái cũng bị mâu thuẫn, nếu như vậy tại sao sau này lại lấy ân báo oán? Là vì nếu mà không làm như vậy một lần, nó sẽ như màn nhện hận thù chồng chéo lẫn nhau. Nước Việt chậm phát triển, sẽ mất đi những cái quyền lợi lớn hơn nếu mà chúng ta đem những cái người làm ác của cái nguồn máy ác ra để trả thù, thì quốc gia sẽ bị chậm tiến. Những người làm ăn thương mại ở Mỹ này phải đều phải đi học. Chuyện này cũng đi học một cái khóa. Chuyện này từng làm CEO, làm President, làm Founder, làm chủ. Hôm nay làm Founder, cái người sáng lập viên, Founder sáng lập viên của Thiên Tâm, cũng là Founder, cũng là sáng lập viên của Đảng Thiên Việt. Cho nên cả cuộc đời đều là leader không? Founder với CEO, với President. Thì phải học một khóa là Curse Lord. Curse Lord dịch cái tiếng Việt nghĩa là cái gì á, giống như Tào Tháo nói vậy đó. Một là đánh, hai là tiến, không có án binh bất động mà hao binh tổn tướng. Nghĩa là không có trả thù. 1.000 tỷ hút tài nguyên thiên nhiên và tài sản của nước Việt để mà luồn ra hải ngoại, quên đi. Mình lấy 1.000 tỷ ở trên trời rơi xuống của thế giới đưa cho mình, và đồng thời mình dùng con cháu của những cái người mà tham nhũng đó để mà là những nhà đầu tư lỗi lạc trong tương lai, mang 1.000 tỷ đó ngược trở về nước Việt để mình mau phát triển, thì cái chiêu nào lợi hại hơn? Thay vì bắt ba nó, thay vì lấy tiền của nó, cả cuộc đời làm hư cuộc đời của nó sẽ thù. Rồi đồng thời nó cũng không có phải là đem tiền về nước Việt nữa. Sau này mình mở rộng vòng tay để cho tất cả những đồng tiền mà họ mang ra hải ngoại, con cháu họ mang ngược về, để mà con cháu họ sống đời đời giàu có. Nước Việt, chuyện này làm việc cho Thượng Đế, làm việc cho nước Việt. Chuyện này không có làm việc cho cá nhân bất cứ một cái tập thể nào hay một cái tổ chức nào. Cho nên cái lối suy nghĩ của Kiệt đó, sẽ bất đồng với những người hải ngoại vì họ hận thù với cộng. Nhưng mà cái lối suy nghĩ của Kiệt là lối suy nghĩ của siêu trí tuệ, của xuất thế gian nó khác. Rồi cho con của con ông cháu cha nó sung sướng một đời đi, tới đời cháu chắc nó đâu còn biết gì là cộng sản quốc gia nữa. Nó chỉ biết nó là người Việt và nó phải yêu nước Việt và nó phải phát triển nước Việt. Giống như con của Tô Lâm đi, một đời, hai đời, ba đời cháu nội Tô Lâm sau này cũng là những nhà lỗi lạc của bộ cảnh sát của ông Trần nữa, tại vì ông cố của nó làm cảnh sát, làm công an quá giỏi, đốt củi hết luôn, đốt luôn bạn chí cố của mình nữa, thì nó cũng phải học ít nhiều, thì cho nó ra làm chức bộ trưởng bộ cảnh sát nữa. Kiên này đi những cái đường người đời không bao giờ nghĩ được.